Nỗi Mùa Vắng Cơn Mưa của nhạc sĩ Trương Quý Hải, và cây Everstep này đã vang lên rất là ổn đó các bạn, và cây đàn đáp ứng được những kỹ thuật mà Hiếu đã chơi. Và mặc dù không phải là người chơi đàn giỏi nhưng mà Hiếu cảm thấy rằng là cây đàn đã toát lên được tất cả những cái gì mà Hiếu mong muốn, đó là điều rất là tuyệt vời. Bây giờ Hiếu sẽ chơi từng phím một cho bạn xem và nghe. Các bạn thấy qua những cái gì yêu thử mà một cách hết sức là cây đàn nào cũng như cây đàn nào, và với cây đàn dù là chỉ ở phân khúc này thôi, nhưng nó đáp ứng được những cái kỹ thuật tremolo là rất là một vấn đề mà không phải cây đàn nào làm cũng sẽ tốt được. Vâng, bây giờ chúng ta xem cận cảnh cái chữ Everstep này. Nắp, và chúng ta cùng xem phần phía bên dưới. Cảm thấy ba bê đan này. Đây các bạn thấy là cái con ngựa cong rất chắc chắn, đầu dây và cái khung này họ làm phải nói là một cái làm cái màu, và nhìn cũng cảm giác là nó rất là khỏe, và còn vệ sinh thì rất sạch sẽ rồi. Chúng ta cùng xem phần bên trong này, bên sườn này. Đây. Đó. Rất đẹp lắm các bạn. Cái nắp đàn và cái đốt của cái ấy này rất là gần nhau, rất là xít. Và cái chân này là người ta gọi là chân cong vuông. Vâng, và tất nhiên khi các bạn mua thì bên mình sẽ cung cấp một cái ghế cũng chân cong vuông như thế này, đây rất là hợp với đàn. Chúng ta cùng xem phần phía bên phía sau của cây đàn. Vâng, đây, 5 cái cột trống rất là chắc khỏe, và cái hộp cộng hưởng phụ này. Đấy, các bạn thấy những cái xương của cái sao bót này, và đặc biệt cái sao bót này không có bị đứt vỡ một chút nào cả. Đấy, như này rất tốt đó các bạn. Vâng, chúng ta cùng trở lại với phần bên trong của cây đàn. Wow, bên trong của cây đàn đó. Đây, cái chốt pin rất là tốt. Vâng, Hiếu nhập thì thường nhập là những cái chốt pin có được đánh giá chất lượng cao rồi. Đấy. Tiếp theo là chúng ta xem cái phần búa này. Các bạn sẽ thấy rằng là quan trọng là cái búa này nó đều trực diện vào dây, trực diện vào dây như thế này. Đấy, trực diện vào dây, và sau tiếp nữa là nó phải còn được chắc này, chứ nó không bị rung. Cho nên kiểm tra này mình thấy nó dơ dão là không tốt. Đây các bạn thấy búa của Rinner, là một dòng búa của Đức. Vâng, Germany. Đấy, chúng ta có thể đây này, đó, rất nhiều chỗ họ gắn cái tên thương hiệu này. Búa còn rất là dày. Và các bạn xem phần máy phía dưới này, da dạ lò xo dây co. Đó. Rất là ổn đúng không ạ? Rất ổn, rất tuyệt vời. Vâng, Hiếu nghĩ rằng là với một cây đàn mà phân khúc chi tiêu tiết kiệm, và chúng ta có được tất cả những cái mà độ bền, độ chắc chắn, và như chúng ta vừa nhìn thì Hiếu nghĩ là rất là yên tâm. Vâng.